Yes, DJ. Đứng xuống mà nó thẳng rồi cái là năn ấy. Xin chào các bạn. Vâng, đây là anh Ngọc. Xin chào sếp của mình ấy. Mình đến từ Nghệ An nhá. Rồi chào mất. Đây chào. Nghe tên à. Xin chào các bạn, đây là một YouTuber. Bạn, mình đang ở đâu nhỉ? Tam Đảo, vâng. Đồng Bọn đang bị lạc các bạn ạ. Và đây giới thiệu các bạn, đây là Kim Thành Tú, một vlog nổi tiếng của Vĩnh Phúc. Ôi chị trẻ lên chỗ. Đúng rồi các bạn. Các bạn chú ý lên đèo ấy, đi giữ ra đèo số, đi chú ý quan sát là chỗ nào mà ngoặt quá lên tuyết còi cho cái bên đường người ta biết nhá. Không phải đợi may bảo. Cái này nó cảm ứng theo người đúng không? Không, anh là thì anh quay đấy là nó pan ấy, nó đưa hình theo mà. À đúng rồi. Rất đẹp trai các bạn ạ. Hãy like, subscribe ủng hộ đây, kênh đây, của đây, mình đây, nhá. Đây là team của mình. Yes, chào các bạn. Bọn mình đang có mặt ở Tam Đảo rồi. Đây là team của mình. Đây là anh Ngọc. Anh Hoàng. À, thằng Trường không? Và anh Nguyên. Có anh Trường không? Anh Trường như ở quảng trường người sau ấy. Còn đây là mình. Hello. Em tự tin khối rồi. Hôm nay là chủ nhật nhưng mà ở quảng trường rất là đông các bạn. Đây là lần thứ hai. Đúng, chính xác là lần thứ hai mình đến Tam Đảo. Tam Đảo quê của mình nhưng mà ít đến á, bởi vì nó xa. Xa so với mình. Đây là lối vào quảng trường này các bạn. Ê, anh Nguyên. Đây toàn bộ là sếp của mình ấy. Ui, đẹp trai nha. Ấy, anh Nguyên đẹp trai các bạn. Quá đi. Bên thế lúc này đưa kéo bà lô lên. Đầu trưa. Gì này? Mình đang ở chỗ tôi nhà thờ cổ. Đây đây. Nó không còn được tự nhiên như xưa nữa rồi. Đây là cổng trời ấy các bạn. Đông lắm. Chẳng là lần nào mình đi cũng gặp những đám cưới đến đây chụp luôn.
nhỏ tóc không biết lắm. Đúng á. Tìm bưng trái. Đi xuống đây. Một không này. Và chú ra mày. Anh em phải chưa? Đây là anh Trường. Cũng làm sếp. Thì những đoạn trước thì chúng ta không gặp anh. Mình đã thay áo rồi các bạn. Nóng quá. Nóng thật. Nó nóng luôn đấy. Ở dưới kia cứ nghĩ ở trên này rét. Chả rét tí nào.